Unbelievable scenes here. Lucky too. He's a superstitious fella. Heck of a routine. Hand on the ground. Kiss of the left wrist, right wrist. Kiss of the ring. Tháng 8 năm 2020, California. Đối đầu với gần 600 đám cháy rừng do sét đánh. Tháng 5 năm 2020, sét đánh làm 3 phụ nữ ở miền núi huyện An Lão, tỉnh Bình Định thiệt mạng khi đi làm keo trong rừng. Trước đó, ở Nghệ An cũng có nhiều trường hợp bị sét đánh. Một nhân viên là thợ máy của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật máy bay Vaeco tại sân bay Nội Bài đã bị sét đánh tử vong khi đang làm nhiệm vụ. Cuối giờ chiều 22 tháng 9, một người trú tại xã Trung Giã, Sóc Sơn, thành phố Hà Nội sử dụng điện thoại khi đang sạc pin đã bị sét đánh tử vong thương tâm. Trước đó, 12 giờ 50 trưa cùng ngày, sét cũng đánh làm 3 người thương vong khi đang gặt lúa. Hồi cuối tháng 8 vừa qua tại Arua, một thành phố nằm ở phía tây bắc Uganda, châu Phi, sét đánh làm 9 đứa trẻ, tuổi từ 13 đến 15 đã chết ngay tại chỗ. Một đứa trẻ khác qua đời trên đường đến bệnh viện. 3 đứa trẻ may mắn sống sót được điều trị tại bệnh viện. Hàng năm trên thế giới có khoảng 250.000 người bị sét đánh và hàng chục nghìn người trong số đó thiệt mạng. Những người sống sót cũng bị tổn thương sức khỏe nghiêm trọng. Ở Việt Nam, sét thường xuất hiện trong các cơn mưa dông mùa hè. Theo nghiên cứu của Viện Vật lý Địa cầu, Việt Nam nằm ở tâm dông châu Á, một trong 3 tâm dông trên thế giới có hoạt động dông sét mạnh. Vậy sét là gì? Chúng hoạt động như nào? Sét là một hiện tượng tự nhiên. Nó được sinh ra từ các đám mây vũ tích. Mây vũ tích hay còn gọi là mây dông. Mây dông có độ cao từ 1 đến 2 km cách mặt đất và độ cao đỉnh mây lên đến 15 km. Mây dông được tạo ra khi những luồng khí nóng dưới đất mang theo hơi nước bay lên đến độ cao nào đó thì đọng lại thành những tinh thể băng li ti. Nhiều tinh thể băng tụ lại thành mây. Khi trái đất càng nóng thì những luồng khí nóng đưa hơi nước càng lên cao, làm cho mây càng dày thêm. Khi đám mây dày lên, không khí lạnh hơn và các tinh thể băng va chạm, dính vào với nhau cho đến khi đạt được trọng lượng bị ảnh hưởng bởi trọng lực thì các tinh thể băng rơi xuống. Các luồng khí nóng đi lên va chạm cọ sát với các tinh thể băng đi xuống trong đám mây sẽ làm cho đám mây tích điện. Các phần tử điện tích âm có khối lượng lớn nên nằm dưới đáy đám mây, còn các phần tử điện tích dương nhẹ hơn nên bị đẩy lên phần trên của đám mây. Như vậy, trong bản thân đám mây đã hình thành một điện trường cục bộ của một lưỡng cực điện, và dưới tác dụng của điện trường cục bộ này, các phần tử sẽ di chuyển nhanh hơn, điện tích được tạo ra nhiều hơn và điện trường càng mạnh hơn. Sét được tạo ra bởi hiện tượng phóng điện giữa hai đám mây tích điện gần nhau hoặc giữa đám mây tích điện với mặt đất. Để phòng tránh sét, mỗi công trình cần có cột chống sét. Vậy cột chống sét là gì? Cột chống sét hay còn gọi là cột thu lôi. Cột thu lôi là một trụ kim loại có gắn những thanh kim loại đầu nhọn đặt ở đỉnh công trình. Trụ kim loại được nối với cọc tiếp địa chôn dưới đất bởi dây cáp điện. Cọc tiếp địa được xem là bộ phận cốt lõi của hệ thống chống sét, giúp hệ thống chống sét hoạt động hiệu quả. Cọc tiếp địa bằng thép mạ đồng, lớp mạ phải đảm bảo đúng độ dày tối thiểu 250 micron. Độ dày lớp mạ chính là điều kiện tiên quyết giúp cọc tiếp địa có thể thoát sét với dòng điện có hiệu điện thế cao. Cọc tiếp địa bằng thép mạ đồng có loại nhập khẩu và loại sản xuất trong nước bởi các công ty sản xuất uy tín. Cọc tiếp địa thép mạ đồng phải mạ theo tiêu chuẩn UL 467 NIEC 62561. UL 467 NIEC 62561 là tiêu chuẩn của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế IEC, International Electrotechnical Commission. Độ dày lớp mạ trung bình là 254 micron. Khi bẻ một góc 30 độ, lớp đồng không bong chóc. Cọc tiếp địa thường có đường kính 14 mm, 16 mm, 18 mm và độ dài 2400 mm. Với một số cọc tiếp địa thép mạ đồng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo độ dày lớp mạ sẽ làm cho tính dẫn điện của cọc tiếp địa bị hạn chế và không đủ điều kiện để thoát sét với điện thế hàng trăm triệu vôn. Cọc tiếp địa, vật tư chống sét tiếp địa kém chất lượng, có thể khiến hệ thống chống sét hoạt động không hiệu quả, gây ra những thiệt hại rất lớn cho công trình khi bị sét đánh. Cọc tiếp địa bằng đồng thường có giá thành cao hơn các loại cọc tiếp địa bằng thép mạ đồng. Cọc có kích thước 16 mm đến 18 mm, chiều dài 2400 mm,
Đặc điểm các loại cọc tiếp địa bằng đồng là dẫn điện tốt, chống ăn mòn, không hoen gì, tuổi thọ cao. Sử dụng cọc tiếp địa bằng đồng thì không cần bận tâm đến độ dày lớp mạ, vì bản chất của nó từ trong ra ngoài bằng đồng và luôn đảm bảo thoát xét với dòng điện có hiệu điện thế cao. Ngoài sử dụng để thoát xét, cọc tiếp địa bằng đồng cũng thường dùng làm cọc tiếp mát cho các máy móc sử dụng điện ba pha rất hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người sử dụng máy móc khi có nguồn điện chạm vào vỏ thiết bị. Nếu không có hệ thống chống xét, công trình có thể bị hư hại rất lớn nếu bị sét đánh. Việc đầu tiên là sét sẽ phá hủy công trình bằng dòng điện với điện áp lớn. Sau đó nó sẽ truyền qua các vật có thể dẫn điện bên trong một công trình như ống nước, chảo thu truyền hình, anten, dây điện, thiết bị gia dụng để tìm con đường có trở kháng thấp nhất để truyền xuống đất. Đây gọi là hiện tượng sét nhảy. Do dòng sét có điện áp rất lớn, nên khi chạy qua các vật đó sẽ sinh ra nhiệt rất lớn làm chảy, cháy, nổ vật dẫn gây hư hỏng và hỏa hoạn. Mua cọc tiếp địa ở đâu uy tín? Công ty Thuận Thành Đạt chuyên sản xuất các loại cọc tiếp địa, cột thu lôi và các linh kiện phụ kiện chống sét bằng đồng. Với nhiều năm kinh nghiệm chế tạo luyện kim đồng, Thuận Thành Đạt cho ra những sản phẩm chất lượng nhất, đảm bảo thoát xét tuyệt đối, độ bền cao nhất. Thuận Thành Đạt trực tiếp sản xuất từ không đấu chảy gỗ đồng từ quặng, xử lý tạp chất, đồ khuôn, kéo thành cây và gia công cắt, gọt, tiện cho đến khi thành phẩm. Chúng tôi trực tiếp sản xuất, phân phối và quản lý giá thành sản phẩm nên giá cọc tiếp địa, giá cột thu lôi và giá các linh kiện trong cột thu lôi đều rất tốt, luôn đảm bảo cho người dùng có sản phẩm chất lượng và giá thành tốt nhất.